đó. Happy birthday. Siêu biết hai mẹ con mình đang đi đâu không? Đi siêu thị. Không phải đi siêu thị đâu nha. Mọi người ơi, mọi người nhìn này, hôm nay hai mẹ con trời ơi ăn mặc nhịn đồ ở nhà đi luôn. Mọi người biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày Father Day, ngày của bố. Su không biết đúng không? Nên là hai mẹ con quyết định đi ra ngoài để mà mua một chiếc bánh về làm bất ngờ cho ba. Bởi vì là ba chưa bao giờ được cảm giác như thế. Bình thường mỗi năm thì chúng ta đều chuẩn bị cho ba để ba biết rồi. Hôm nay em cứ tốn ba mẹ. Thế đến lúc hôm nay mẹ con đang ngủ mẹ gọi con dậy ấy, để chúng mình cùng nhau đi mua cho ba nhé. Hai mẹ con mình đang lên hầm. Và nó phải ăn cắp chìa khóa xe đút sẵn trong túi. Bạn Su bây giờ còn không có cả mũ để đội đây, khổ thân. Đây là đường Hà Nội rất là đẹp. Mình đang đi lên phố Huế, lên một cái quầy là quán bánh của Pháp ấy mà cả nhà đều rất là thích. Đấy. Nhưng mà hai mẹ con cũng bảo vệ rất là an toàn khi ra đường rồi. Su ơi, Su vào đây. Đấy. Ui, ở đây có rất là nhiều bánh luôn. Chào em. Đây mọi người, đây có rất là nhiều bánh. Cho Su chọn đi xem là Su chọn Su thích cái bánh nào cho ba. Ui, thế giới bánh. Đây là những món mà mình cực kỳ thích, hai mẹ con hay mua ở đây ăn lắm. Thích cái bánh này lắm. Đấy. Đây là nước này. Được, con cứ mua đi. Con nhặt hết đi xong rồi mang ra kia thanh toán. Bánh ở đây cực kỳ ngon luôn mọi người ạ. Thanh 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 thanh. Trời ơi. Nhìn hấp dẫn mọi người. Rất là hấp dẫn luôn. Ơi, bánh nhỏ thôi con, bởi vì ở nhà mình ít người lắm. Đây những quả táo, bánh táo. Mình nhìn mình phê ngất ngây không gạt tay luôn đấy mọi người. Con người thấy không? Nhìn thế này vào đây bọn mọi người biết vì sao mà mình mập không thể xuống cân được đấy. Đây, đó là cái xin chào ạ. Thôi, còn bây giờ phải ra làm nhiệm vụ chính là chúng ta sẽ phải chọn một chiếc bánh nào đấy cho ba của Su và ba của Mơ. Này, mày nghĩ cái bánh trái tim mày đẹp này Su. Bánh trái tim à? Ai đây, bánh trái tim đấy. Cái bánh này là bánh kem à? Ừ. Nhưng mà ở trên có caramel đỏ thế. Hay là cái bánh này? Bánh trắng này. Bánh trắng đấy. Có cả lại con thích nữa chị. Con thích cái trứng trắng này. Mua cái bánh trắng đi. Bánh trắng hoặc là bánh 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 này, bánh trái tim tình yêu cho ba đi. Có bác mà có cái bánh con thích ở trên kìa. Con nghĩ xem bánh nào, hoặc là bánh này. Đó. Cho con chọn. Cái bánh trắng kia đi. Quyết định chưa? Quyết định rồi. Thế cái bánh trắng này xinh nhỉ? Xinh mà, đây cái bánh trắng. Em ơi, cho chị lấy cái bánh trắng này với. Đây bánh trắng quả dâu này này. Mẹ xin lỗi. Đó. Rồi ra đây để xem cô biết đi. Chúc mừng ba Vinh Mèo ngày Father Day. Chúc mừng ba Vinh Mèo ngày Father Day. Đó. Father Day. Được rồi, bây giờ chúng ta thanh toán rồi về nhà cho ba bất ngờ nhá. Sáng chưa được ăn, chưa được uống. À đúng rồi, sáng nay bạn Su là vừa ra khỏi giường một cái là bị mẹ rủ đi luôn. Đấy, bây giờ uống tạm nước để cho chống đói, chống ngất. Xong rồi, hai mẹ con mình đi về. Ủa chưa? Chắc là ba sẽ rất là vui và hạnh phúc đúng không hôm nay nhỉ? Lâu rồi không được ti bình sữa nên ti cái này hơi khó nha. chúng ta đi đây nào, lên xe.
cho em vậy đi. Trời ơi, Mo đang bị ốm thế này mọi người này, khổ thân em. Ơ, Va. Nào, Su Su ra đứng cạnh Va đi. Va đi, à. Trời, Va thấy đây, Va thấy thế nào? Quá tuyệt vời, cảm ơn ba mẹ to. Ba có bất ngờ không? Ba có bất ngờ không? Bất ngờ, hôm nay là bao nhiêu nhỉ? Ngày 20 tháng 6 là ngày của ba. Ba thấy không? Mẹ Su cũng không biết luôn. Mẹ giả vờ rủ Su xuống hầm mới nói. Đấy. Mình cứ ở nhà những nghĩ vụ làm, hai mẹ con đi không biết là đi siêu thị tận ở phương trời nào. Không, lúc ấy mẹ tưởng là vừa về cửa ba bảo chứ đi đâu mà đi đâu mà sao lại cái ba con bé nó khóc rồi nè. Trời ơi, ở ngoài cửa đang nghe tiếng bơ rồi. Vừa bé mà không luôn. Thôi thôi vào cắt bánh, cắt bánh, cắt bánh. À, khoan từ từ, anh phải cho em đánh miếng sọ này, nhìn môi em thơm lắm. Ê, xong rồi vào, xinh đẹp chứ. Yeah. À, bên vào đây, bên vào đây. Đấy, ba từ đây nha. Ba vừa chưa? À, ba này nhân vật chính. Ba này nhân vật chính. Mọi người ạ, đấy nhà. Nhà giờ thôi nên là ngày của ba hôm nay mình quyết định là tổ chức cho bạn. Vân nhìn này, Vân nhìn này. Cảm ơn ba mẹ to nhá. Anh cũng không biết hôm nay là ngày của ba đâu. Em chuẩn bị cả tuần nay rồi. Lên kế hoạch rồi là phải làm gì để làm cho ba sự bất ngờ. Thật sự bất ngờ mọi người ạ. Ba toàn làm bất ngờ cho mẹ thôi. Thật sự mọi năm thì cả nhà mình ấy không phải dịch ấy, thì cả nhà cùng ra ngoài ăn. Thì là ba Vinh biết rồi. Năm nay á là khỏi được có dịch nên là thôi một cái bánh cày không gọi được mồm. Mọi người thông cảm, Liverpool thôi mà không sao. Cười là phải che miệng đấy thôi. Bắn mưa xuân vỡ bánh. Bye bye. Bắt cắt bánh. Bây giờ đấy là như nào? Bắt bánh sò xuống nó ở chỗ nào? Bắt dính lắm. Đây 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 đây. Ngon lắm, bánh quán. Ngày bao nhiêu đây, ngày bao nhiêu? Ngày 20 tháng 6. Ngày ba từ đây đây mà. Chữ luôn. Đấy nhá, bây giờ ba là bây giờ là đàn ông với con trai sẽ có hai ngày, một ngày của ba, hai mươi một ngày để chỉ dành cho những người được làm ba thôi. Rồi, nhưng mà nếu mà người nào chưa được làm ba thì không được. Không được, đúng không. Rồi đấy. Và ngày sinh đây. Nhật đẹp chưa đấy. Này đây nhiều lắm bà, hai mẹ con lựa xong bạn thích cái này đấy. Bây giờ bạn cắt bánh. Cắt bánh. Su chạy ra lấy cái đĩa, trong đấy còn một cái đĩa. Wow, bánh đẹp thế nhở. Bánh đẹp lắm. Bạn bơ tao ăn bánh không? Bạn bơ tao ăn bánh không? Bạn bơ cho bạn bơ tí nhỉ. Cho bạn bơ tí nhỉ. Giữ đầu, giữ đầu. Đây. Wow, để ba chia bánh. Hôm nay là ngày ba của ba nên là ba được chia bánh. Thế là mình của bạn. Mình quay lại sau hai bà con nhà này đi siêu thị gì vừa mua tận xanh bên đi đâu à, mình sao ấy. À, mình nhà mình bảo là gọi Su dậy đi, nhưng mà Su kiểu cứ làm nhằng mãi mới dậy thế, xong bảo là bởi vì mình cũng ăn cái nào bất ngờ. Dâu ạ. À, dâu à? Rất thích là chăm sóc mọi người, chính vì vậy mà bạn ấy chỉ mong là đến ngày thì bạn ấy chuẩn bị, như là sắp đến ngày sinh nhật của ai bạn ấy sẽ chuẩn bị từ rất sớm. Bạn ấy sẽ làm quà nọ quà kia, nhưng mà lần này mình sẽ làm cho cả ba và con bất ngờ luôn. Thật bất ngờ. Ui, mày ngon thế. Cá chứ chăm chưa? Ừ. Wow, ăn gì vậy? Chưa không? Nhìn mục. Chứ nhìn mục nghe này. Ôi. Tay. Chứ bao giờ mình bất ngờ như hôm nay. Mày bất ngờ đúng không? Bất ngờ thực sự đấy đúng không? Thực sự đấy. Bởi vì nhìn mặt biết ngay. Lúc đấy em phải tưởng tượng anh phải háo hồn ra. Cuối cùng chưa há nhỉ? Vậy nhưng chưa bất ngờ. Ở dưới này, ở dưới này chip chip đấy con. Chip ạ? Ờ. Ồ, hay là Shizuka không biết. Chip. Mẹ ăn cái nào? Mẹ ăn miếng này. Mẹ ăn miếng này. Ông có được thích cao? Cao không. Mọi người ơi nhìn này. Sô-cô-la. Sô-cô-la. Cho Su luôn. Sô-cô-la. Anh có học thích ăn sô-cô-la. Thì bà. Mẹ ăn. Bánh này của ba hôm nay là không được không biết nha. Cái thông ổn xe ra. Ơi. Em bơ đang ốm đấy mọi người, may là đỡ rồi đấy. Nhưng mà hôm nay là ngày của ba nên là mình vẫn cho em vào. Ui. Bởi vì để em ấy chúc mừng ba. Bơ với Su hai đứa thơm ba nào. Mẹ dí bơ vào nào. 1, 2, 3. Yeah, nhất ba luôn nha. Cảm ơn ba con. Thôi giờ mình chiến thôi. Ta ăn luôn. Su còn chưa ăn sáng, em với anh còn ăn sáng rồi. Khổ thân con bé, anh biết không? Đúng con. Sao mà còn khát nước quá, sao mà bé mẹ cho con mua chai nước này, con đứng con uống luôn mẹ. Khát nước quá. Bánh ngon lắm mọi người. Mời mọi người nha. Bạn bơ cho ba. Đúng rồi. Bơ bị mẩn mẩn người ấy nè. Hôm nay nhìn thấy là em không bị cung gì. Hôm nay nó quá. Ngọt quá. Mọi người ơi, thực ra là chúng ta ăn cái gì đi chăng nữa không quan trọng. Quan trọng là ngày hôm đấy chúng ta quây quần bên nhau với một chiếc bánh, hoặc thậm chí là mâm cơm thôi cũng được.
cũng tạo cho nhau cảm giác rất là vui rồi. Bởi vì nhà mình ấy, nên là có bạn bơ nhỏ ấy, nên là giờ ăn cơm ấy thì cũng không không thể có đầy đủ được. Lại giờ người ăn trước người ăn sau. Đấy, thế nên là mình quyết định một bữa sáng. Trời luôn bữa sáng làm cho bà bất ngờ một tí. Thế nên là rất là vui. Thế là mọi người ơi, nếu mà chúng ta hãy lên làm những điều mà có thể làm cho người thân của chúng ta nhé, dù là những điều nhỏ nhặt nhé, để có một ngày thật là ý nghĩa, thật là ý nghĩa, thật là hạnh phúc. Người nhìn bạn bơ ngô ghê, kinh khủng. Đáng yêu ơi, đáng yêu luôn. Khoan lắm, khoan lắm. Trước mặt nó dính đầy kem. Bơ là nhân vật chính. Trông hề hề quá. Bao đang nhấm vào. Ngon. Cái này ngon nhỉ? Có cả chít chít mọi người. Ừ. Đấy, ngon quá. Mình nhiều bánh lắm mà. Không phải như kiểu mà học ạ. Mới đầu em bảo là chứ hôm nay không biết gọi đi, mình đi sớm ấy, chỗ nhiều. Anh bảo là hôm nay con nhà này đi siêu thị không biết nhặt cái gì, đi mấy siêu thị chắc mà đi em lâu ơi lâu. Em đi siêu bảo là chắc là ba tưởng là hai mẹ con mình ăn sập siêu thị rồi mới về. Ừ. Đi gì đó gần tiếng đồng hồ đi. Thế em tính tụi lên đi phố Huế nhé, không phải mua bánh. Trời ơi, có chả phải lâu, hai mẹ con còn đang phóng như là tên lửa luôn. Nhưng ông bố là được bất ngờ về những ngày là, mình thấy là vui. Nói thật là những người đàn ông là người khá là thiệt thòi. Mình không biết như nào nhưng mà dù gì thì cũng là một trụ cột của gia đình đúng không? Và có là rất là ít ngày. Nên là thôi bây giờ có thêm ngày của bố nữa chúng ta hãy đánh bằng chút. Ngon quá, bơ không được ăn. Thơm mơ quá. Sao một tuổi em trong mình ngồi bóp một cái luôn. Thật sự là anh hầu như là không được thích ăn bánh kem. Nhưng hôm nay ăn bánh kem ngon lạ thường. Cảm ơn. Bởi vì bánh kem là một cái tình yêu tặng mà. Cảm ơn. Chín. Thấy chưa? Mẹ đã làm cho ba được cả bất ngờ. Em vừa có bất ngờ về đi ở ngoài hành lang, hai mẹ con mở bánh thật vui. Em vừa khóc vừa quan hệ về thì nào ba cũng mắng. Vừa bé cái là không muốn ngủ là khóc luôn. May quá. Không được ngủ là bà. May quá. Không, bởi vì em vừa biết đấy, ba không biết đâu, em vừa biết nè. Hôm nay em vừa phải làm Faraday cho ba rồi em mới ngủ cơ. Cứ giận chị chảm như là miếng ăn ngon nhất hành tinh nha mọi người. Nên em vừa hôm nay không ngủ đấy, tính thì em mới ngủ cơ. Bây giờ bắt đầu buồn ngủ rồi, bắt thấy không? Bắt rồi, chúng bắt rồi. Ôi, trên bắt đi ngủ nha. Chúc mừng ba nha. Chúc mừng ba. Sụ của lại. Cảm ơn ba. Hai mẹ chúc mừng ngủ. Cảm ơn.